Các bạn biết tại sao mà tới đây nó dừng lại không? Đây nè, nó sạc từ đó. Cái khu này là cái khu cống thoát nước mà, nhờ hên tới chỗ này nó dừng lại. Trời ơi, có một chút xíu mà một đống cá beta luôn, ghê gớm chưa. Một cơn mưa mọi người nha, ngày hôm nay buồn quá mọi người ơi, giống như là một cái thảm họa vậy đó. Đây nè, nước nó mưa các bạn, mưa lớn lắm luôn á, nó sạc cái hồ mình tại dây rút mình á, lâu ngày mình không mấy cái nó đứt hết trơn, đứt dây rút hết trơn các bạn, nó tuột ra cho cá mắm được rồi. Giờ là phải đi thu lại, con nào sống được thì sống, thì chỗ đó nó mắc cạn còn mớ các bạn kìa, thấy không đó. Giờ phải đi gom lại đi thôi, những chỗ mà nó động dũng hồi nó rút nước hết là xong xuôi hết luôn. Ở đây nè, trời ơi, nó sạc ngộ ghê, nó sạc ngược vô trong đây nó mới ghê đó. Bèo bọng nổi hết luôn, nãy gom bèo dục rồi, hết đóng đó đó nè, nước tràn gì nè, còn lên những con ốc là nhiều nè, còn lên một mớ cá nè các bạn, mớ cá li ti đó nè, kìa còn vài con beta, con coi galaxy nữa, bình tích nè, bình tích con thì quá trời luôn nè, không biết nó ra hết nhiêu con rồi. Không nuôi cá mà gặp cảnh này thì chỉ có rơi nước mắt thôi, rơi thiệt. Mưa sụp hồ luôn, thôi thì đi qua đây coi kìa. Trời ơi, cá beta hàng chí không, bày kìa, bày ghét fancy thủy sinh của mình ở đây. Mình nuôi thủy sinh 5.000 để cho mấy bé nó lại nó mua các bạn, cái kìa nó rút ngoài trơn rồi kìa. Ô là trời, hàng kìa, tin nổi không, tin nổi nguyên con mương gì mà cá thì ghê không. Giờ phải lụm nó vô thôi. Các bạn biết tại sao mà tới đây nó dừng lại không? Đây nè, nó sạc từ đó. Cái khu này là cái khu cống thoát nước mà, nhờ hên tới chỗ này nó dừng lại. Trời ơi, có một chút xíu mà một đống cá beta luôn, ghê gớm chưa. Một cơn mương, một cái đường nước nhỏ xíu à, một cái rãnh nước nhỏ xíu mà một đống cá beta với cá tàu luôn, chuyện lạ hiếm thấy luôn. Thôi giờ mình sẽ tìm cách mình đi vớt nó vô các bạn ơi, để xong rồi nó toan luôn á, để nước nó khô rồi nó toan các bạn. Thôi mình lấy nó, thôi mình nè, lấy cái thao cái vợt mình vớt vô được từ con đi, biết sao giờ cứu được nhiều cứu. Mệt mỏi ghê luôn các bạn ơi. Đây nè, mình vớt mình không có quay nha các bạn, tại YouTube nó ngộ lắm. Mình giải cứu cá mà cây dính nó nằm trên cây vợt nó cũng bị dính nè. Đây nè, thủy sinh đâu mà, nói chung đẹp thì nó không có đẹp, toàn là thủy sinh 5.000 thôi mà. Cứ sao trận mưa là mình bị tổn thất cỡ đó đó. Hên mà hên là cá thủy sinh mấy mới để ngoài mưa, cái thứ hai nữa là để ngoài đó cho mấy bé nó lại nó hốt nó mua cũng đỡ các bạn. Chớ gặp cá trong bầy kiểu này là thua rồi đó. Ha, gặp cá bầy là thua rồi đó, gặp cá mà chưa tách keo là thua rồi đó. Thằng đậu cỏ nè, thả mày vô trước đi, mình vô lưu ở luôn. Hên là cái cống này nó chưa thoát ra nè, nó mà thoát rồi là xong luôn. Tới giờ mới hiểu được cái cảm giác mà một cái rãnh chút xíu mà một đống cá beta. Không thể tin tưởng được. Trời ơi, sao mà lụm nhiều lâu như này, sợ để đây cái nó hồi nước nó khô. Mình ban đầu mình cũng đi định đi gom nữa, mình thôi mình để cho nước nó rút ra đây rồi cá nó rút theo nước á, cho nó ra luôn, chứ mà mình đi gom theo mấy cái kẻ của mấy cái đó không là đuối luôn các bạn. Hồi sáng là mưa nó ngập tới đây luôn nè, tới đây luôn nè, ngập tới mấy này luôn á, ngập lúc luôn á, mà mưa như nước chút vậy đó. Nên dễ cứu mấy bé cá này. Trời ơi, khổ thiệt, cá nó cũng gần xong rồi. Rồi hồi phải đi sửa cái hồ lại nữa, rồi lụm mấy con ốc táo lên, đủ chuyện trên đời hết. Mình không có dám quay cái cảnh mà vớt các bạn ơi, chán quá, chán dữ lắm, chán luôn.
Nè. Đó, mà nó tràn nó tới trên đây luôn, ốc. Ốc nó dính đây luôn nè các bạn. Thôi mọi người ơi, hôm nay mình quay cái clip chút xíu thôi để cập nhật thông tin thôi. Thả nó vô hồ thủy sinh này đi. Đó. Buồn quá rồi, thôi chào tạm biệt mọi người nha.